Chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục và video clip số 2 ở phần ôn tập thực hành của môn tin học đại cương. Thì ở phần bài tập tổng hợp của chúng ta thì chúng ta sẽ xem ở phần bài ôn số 2. Thì bài ôn số 2 nó cũng sẽ có cái định dạng cũng gần tương đối với cái định dạng của bài ôn đầu tiên. Cũng sẽ có 10 câu hỏi và có một cái văn bản mẫu thì chúng ta thực hiện. Thì ở đây chúng ta thấy cái văn bản mẫu này chúng ta phải nhập dữ liệu vào và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thực hiện đúng 10 yêu cầu đề bài. Thì để minh họa nhanh, tôi vẫn tiếp tục, tôi sẽ gửi tạo một cái văn bản mẫu riêng và tôi sẽ thực hiện và tôi sẽ giải quyết 10 cái câu hỏi này cho các bạn. Rồi đầu tiên tôi sẽ tạo cái văn bản bằng Haren. Ba đoạn, mỗi đoạn 4 câu thôi. Để bạn ha. Lấy một đoạn mà ha, cái này đoạn này nó nhiều nè, đoạn này nó nhiều nên tôi lấy hai cái đoạn gộp lại. Giả sử vậy thôi chứ nó cũng không có nhiều lắm đâu. Cắt này bớt, cắt này bớt đi. Cái này để lát tôi để dành để làm gì? Tôi làm mấy cái mục lục dưới đây rồi ha. Rồi đầu tiên định dạng luôn luôn bạn thấy một câu rất là quen thuộc, định dạng cái lời trang top bottom left và right 0.5 0.5 1.3 và 1 mà nha, nhớ thông số đó. Cả layout page break có lộn page page setup các bạn nha, nhưng mà page break page setup 0.5 0.5 1.3 và 1 và rồi bấm ok các bạn. Luôn luôn chúng ta thấy phông chữ là Times New Roman và cái kích thước là gì, 13 container, xem có đúng chưa? Đúng rồi, nó không cần định dạng nữa đó, chưa đúng dạng nữa nha. Rồi nhập ba đoạn văn bản, ba đoạn là hoa học trò bạn định dạng sao? Line basin là 1.5, before là 12 point và after là 0. Rồi quét lại nha, line spacing option. Line basin là 1.5 line. Rồi bao nhiêu bên kia là nhiêu bạn chẳng nhớ nữa, xem lại. 12 với lại 0. Các bạn ha, 1.5 các bạn, 1.5. Before là 12. Và đây là số máy số 0 các bạn, bấm ok. Rồi, chúng ta thực hiện xong. Phóng to ký tự đầu đoạn của đoạn thứ hai. Rồi, chúng ta xem coi cái đoạn thứ hai là đoạn nào. Là đoạn này các bạn ha, đoạn thứ hai. Đây, đầu đoạn mình có thể đưa chỗ chuột gì đâu cũng được, mà quét hết cái đoạn cũng được. Đây, đưa chỗ chuột gì đâu cho nó nhanh. Bấm insert các bạn nha. Shop cap, shop it. Người ta không nói là bao nhiêu dòng hết, anh đừng bao nhiêu dòng hết, người ta mặc định này. Rồi, tiếp theo cái đề của mình là gì? Mình làm được tới cái câu số 3 nha, câu số 4 rồi đó. Có nghĩa là tới đây là được 4 điểm rồi đó các bạn. Ủa sao nhanh vậy? Sao nhìn cho phóng to ký tự đầu đoạn này vậy? Định dạng live basin xong bạn ha, chưa? Canh lề với bạn, còn câu số 3 chưa làm nè. Ôi, quá nhanh, quá nguy hiểm luôn các bạn. Rồi canh lời ha, lát bên đây là 1.5, ra đây là 0.5 cho đoạn thứ hai và ba. Đoạn thứ hai và ba là có nghĩa là cái đoạn này nè các bạn ha, hai cái đoạn này nè, chưa canh lời nó, canh lời nó bao nhiêu nhớ nha, 1.5 và 0.5 chích vô đây bạn, đây nè, đây là bao nhiêu, 1.5, đây là 0 chấm mấy bạn, 0.5, bấm ok chưa bạn. Đúng lý ra là nãy mình làm này sao thì nó sẽ đẹp hơn. Mà mình xóa đi các bạn ha, mình ghi chữ lại before đi. Rồi, tại lúc này mới làm cái gì? Chop cap thì lúc này nó sẽ đẹp hơn. Insert. Chop cap. Đấy nó đẹp hơn. Đừng gì cốc, cốc tính xấu. Rồi. Mình cho na ha, canh điều ở đây, justify nó cho nó giống đề bài. Rồi, phóng to ký tự rồi, chèn hình và định dạng theo yêu cầu. Chèn hình clip ad chủ đề là houses. Các bạn ha, đối với phiên bản 2010, 2016 nó không còn lưới bạc nữa thì chính vì cái đề này nó gắn là cái yêu cầu chúng ta chèn một cái gì các bạn, chèn một cái hình ảnh nào đó, ví dụ như thầy chèn một cái logo của trường mình chẳng hạn. Đây, ví dụ hoặc chèn cái mã QR rồi đi, QR là đi đây ha các bạn ha, chèn cho nó bự quá thì sao, kéo nó nhỏ lại rồi chưa, chỉnh gì nữa, chỉnh website là Infinite Test nè. Các bạn chỉnh Infinite Test nha, website Infinite. Được chưa?
tôi cầm tôi kéo qua đây cái đúng cái đề của tôi là nè, thấy chưa, chỉnh kích thước bao nhiêu, có chỉnh kích thước không, kích thước là 1 1.4 bài thang rồi kích góc này, luôn luôn nhớ gì, chỉnh từng cái riêng thì chọn bỏ chọn lock aspect ratio một nè bao nhiêu 1.4, tôi chớ bạn bấm ok đó nó ra được cái này, tôi chớ bạn. Rồi vị trí của hình là horizontal là absolute là không, vertical absolute là 1.4 so với lề. Thì để chỉnh được cái vị trí bạn chọn position đó bạn nha, more layout option. Đây horizontal nè, được chưa, absolute là bao nhiêu? Không. Xu nghĩa bạn margin được chưa? Không ok. Còn cái này gì nữa? Absolute 1.4, absolute 1.4 nữa là nhiều dòng nữa, là chúng ta làm nhiều dòng bây giờ làm chiều dọc thôi. Anh nói ở đâu? Nhiều 1.4 theo chiều dọc cũng là gì? Margin các bạn làm đúng yêu cầu đó sẽ ra ta. Đó, nó nằm ngay vị trí này luôn. Ồ, hay quá. Rồi, color là màu olive green, accent color bar light. Thì màu thì chọn vô bạn nha, color đây nè. Olive. Mày ở đây là color. Đây bạn ha, color light đó. Chỉnh xong đã cái màu, đã cái hình xong rồi đó. Bây giờ chúng ta xong cái phần số 5 bạn ha, bây giờ số 6 nè, chèn chữ nghệ thuật của app vào. Với cái nội dung gì? Chèn thì bấm vào insert thôi các bạn. Word app. Nhưng mà để xem cái nội dung gì cái đã để làm cho đúng nè. Nội dung là yêu cầu đề bài của mình là tuổi học trò đúng không? Tuổi học trò. Word app các bạn nha, đừng có chọn loại test box nha, Word app. Một cái loại nào đó, ở đây cái màu nó không có rồi chúng ta lấy ra cái màu nha, tuổi học trò. Rồi. In phân ớp và attack effect là red. Này cái màu nó kêu mình chọn màu đỏ, mình coi có màu đỏ không? Ở đây không có màu đỏ các bạn ha, có cái này thôi, mình chả mình chọn cái này đi là chính xác bạn nha. Ví dụ thôi. Attack effect của mình là gì? Red ha, glow. Rồi, glow, ở đây glow rồi, là red rồi này. Nó bao nhiêu phôi các bạn? 18 phôi luôn. Cái này các bạn ạ. À. Rồi. Vậy chúng ta xem cái này cho cái tuổi học trò nó chữ gì? À nó cắt các bạn ha, có nghĩa là mỗi chữ nó enter xuống. Thì cái này mình làm gì mình enter xuống các bạn. Mình enter xuống, được chưa? Đó, nó ra được tuổi học trò nè, kéo nhỏ lại. Kéo bên đây các bạn ha. Kéo bên đây nè. Còn khi mà chúng ta kéo không được thì chúng ta làm gì các bạn, chúng ta giữ nguyên các bạn, không ảnh hưởng, chúng ta kéo đúng cái vị trí của nó lên tuổi học trò, được chưa? Chúng ta chưa chỉnh cái hàng web test của này nè, để coi cái web test là gì các bạn nha, mình chỉnh đúng cái web test của nó là mình sẽ làm được. Web test là gì? Infinite test. Đây, web test của mình đây, infinite test. Được chưa? Rồi mình cầm kéo ra đây nè. Rồi, đó là tổ hợp trò của mình đã xong. Rồi, chèn xếp đường thẳng nằm ngang vào vị trí như trong tài liệu, cái xếp đường thẳng nằm ở đâu? Nghe các bạn ha. Đây. Giả dụ nằm đây các bạn nha. Insert cái shape nằm ngang. Nhớ kẻ đường ngang thì giữ gì các bạn? Giữ tính shape cho nó thẳng. Tô màu đỏ các bạn nha. Đỏ là đỏ đậm á, nhìn kỹ cho nó yêu cầu cái gì đây. Đọc cái đề, lúc nào cũng đọc đề cho chính xác. Định dạng là website là size, độ rộng là 4.2. Độ rộng chiều rộng là 4.2, độ rộng là 3 màu đỏ. Đầu tiên là website các bạn. Website là size nè. Được chưa? Độ rộng là 4.2 nè.
Rồi màu gì các bạn? Xếp online nha, chỉnh gì màu đỏ nè, red là được chưa? Độ rộng là bao nhiêu, quay là 3 nè. Được chưa các bạn? Đó là mình thực hiện xong. Nó vô phần mục lục của văn bản, đặt táp với thuộc tính là left 2.5, ra là 6, chỉnh sửa văn bản giống như tài liệu trình bày. Rồi, nhập liệu nội dung cho phần cuối cùng ở đây, phần mục lục, các bạn ghi chữ mục lục nha. Văn, đúng không? Rồi, thì cái phần này á, cái phần này thì thầy sẽ copy cái văn bản này xuống đây cho nó nhanh các bạn. Giả dụ thôi nha. Có một cái đoạn nhỏ thôi. Có cái đoạn này đi. Tại vì mình phải làm cái gì? Tại vì mình phải ngồi mình nhập lại. Rồi. Tôi ghi đây chữ là mục lục các bạn. Mục lục thì nó sẽ canh giữa. Rồi, chỗ này sẽ là gì? Chỗ này ví dụ như là văn đây, chữ của em là chữ văn đây, ví dụ nha. Rồi, cái này là anh chàng là Nguyễn Đông Thức. Rồi, Nguyễn Đông Thức. Nguyễn Đông Thức có một cái gì đó. Ở đây bạn ăn cách ra bấm tab cái bạn. Hạch tab nha, bấm tab nha, tới từ chia tay. Chia tay xong tới gì? Chia tay xong tới đây cái tab một cái bạn số 1 được chưa? Rồi enter xuống cái là xong cái đầu. Số 3 bạn số 1. Rồi, tương tự phần còn lại bỏ đắt danh các bạn, bỏ đắt danh cũng vậy, cái này bỏ đắt danh nha. Rồi ở đây tôi cũng làm gì, tôi cũng cách ra một cái tôi như vô đúng không. Rồi tới số 29 đây, ví dụ số 29 được chưa. Rồi cách ra cái này chữ gì, chữ chữ thơ ha, thơ cái này là văn cao nè, văn cao cách ra một cái được chưa. Rồi chỗ này cách ra cái số trang các bạn, số trang số mấy, số 350. Rồi tương tự cuối cùng nè, cái này cách ra một cái. Rồi cách cho cái từ ấy đúng không, từ ấy đến đâu, từ ấy giờ đến cái số trang đây, tôi xóa cách ra cái số mấy, số 78. Rồi bây giờ việc của tôi là làm gì, tôi sẽ đặt tab này. Kích vô học hỏi paragraph bạn nha. Rồi tab của mình đầu tiên là tab trái ở vị trí 2.5, 2.5 inches nha các bạn. Có đặt tab không, đó là trống nha, set này là trống được chưa. Tab phải là 6, tab phải là 6 các bạn nha, dấu ba chấm rồi bấm set rồi bấm ok. Đó bạn thấy không, nó ra đúng với yêu cầu của mình chưa nè, thấy chưa, nó ra đó. Tại sao từ cái vị trí này nè, nó đến tới vị trí 2.5 là chia tay các bạn, thì nó là gì, thì nó sẽ là cái khoảng trống được chưa, có nghĩa là sắp đi là nên. Còn từ đây tới đây là được chưa, nó là gì, nó là dấu chấm 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 đó, nên nó tách ra bạn thấy chưa. Rồi chúng ta lướt lại coi cái đề bài của mình coi chính xác chưa, 2.5 và 6. Rồi sau đó mình chỉnh sửa lại để có văn bản giống như đề tài, thì mình sẽ xem coi những phần nào mình còn chỉnh sửa lại nữa. Ví dụ như là chỗ này nó in đậm thì mình sẽ in đậm, cái này mình chèn cái từ đặc biệt mình sẽ chèn vào, ví dụ như mình chèn từ đặc biệt vào, mấy cái từ đặc biệt là bằng cái biểu tượng nha, symbol, mình chọn more symbol trong biểu tượng quyển sách ở đây, chúng ta bấm insert vào cái mạng close. Rồi những chỗ này nãy chúng ta làm gì, chúng ta copy lại mình sẽ save bên bạn ăn làm gì in đậm lên, thì đó chính là cái nội dung của cái bài ngày hôm nay, cái bài này các bạn. Rồi đó là cái nội dung của mình, thì sơ lược đôi nét là tôi đã hướng dẫn các bạn qua 10 cái gì, cái câu hỏi trong cái bài ôn tập thứ hai ở trong phần thực hành của môn học tin học đại cương. Hy vọng với cái clip này